Ok rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ vào bài chính của ngày hôm nay nhé. Thì chủ đề của hôm nay là giò hèn. Chủ đề của tuần này chúng ta liên quan tới giò hèn. Thì giò hèn á, tiếng Hán tự của nó, giò là lữ, hèn là hành. Giò hèn là lữ hành thì có nghĩa là đi du lịch. Giò hèn là cái chủ đề mà tuần này chúng ta sẽ học nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ học những cái biểu hiện, những cái cấu trúc đơn giản nhất để diễn tả nên những cái trải nghiệm hoặc là những cái kế hoạch mà mình dùng khi mà mình đi du lịch. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ vào cái phần từ vựng của bài hôm nay nhé. Đó. Thì bây giờ Trang sẽ show ra này. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới những cái từ vựng mà nó sẽ thường xuyên xuất hiện khi mà chúng ta nói về những cái trải nghiệm đi du lịch của mình. À, thì ở đây là thức trình có nghĩa là đặc trưng, gió hèn gì có nghĩa là cái nơi, cái địa điểm mà đi du lịch. Thì chúng ta sẽ có những cái từ 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 vựng như sau: arum tập ta có nghĩa là arum tập ta có nghĩa là đẹp, đẹp là theo cái kiểu là đẹp mà nó không không phải là đẹp về bề ngoài nữa, mà nó đẹp về hương sắc, và nó rất là, và nói chung cái từ arum tập ta này nó đẹp còn hơn dịp với ta nữa. Khi mà nói tới một con người arum tập tạ là vừa lẫn đẹp về bề ngoài lẫn về cái tâm hồn, thì khi mà dùng arum tập tạ thì nó sẽ có nghĩa nó đẹp và nó sâu hơn so với cái từ dịp với ta. Kyong chi ga chuta mà có nghĩa là cái cảnh trí. Kyong là cảnh, chi là trí. Nếu mình nhớ nhé, kyong chúng ta đọc đặt dấu hiền nhưng mà chi bật hơi lên, chúng ta đọc bật hơi lên nhé. Kyong chi ga chuta có nghĩa là cái cảnh trí nó rất là đẹp, cảnh vật nó rất là đẹp. Saramderi chinjareda, chinjareda, chin là thân, thân thì chinjareda này có nghĩa là thân thiện, thân thiết. Khi mà mình nói là ở con người ở đây họ rất là thân thiện thì mình nói là saramderi chinjareda. Và ở đây riêng ở đây lớp mình phải đọc nối lên nhé, chinjareda. Kyudongi pyonliada, kyo thông có nghĩa là giao thông, pyonli có nghĩa là thuận tiện, là nó rất là thuận tiện, giao thông rất là thuận tiện, thì chúng ta thể nói là kyo thông y pyonli ta, hoặc là nó là giao thông nó rất là bất tiện, thì ngược lại với pyonli ta sẽ là pui pyonli ta. Thì lớp mình nhớ những cái âm bật hơi nhé, chúng ta phải bật hơi lên, kyo thông y pyonli ta hoặc là pui pyonli ta. Đó. Pian này Đúng rồi, đó, mình sẽ bật hơi lên nhé. Pian này Yumeo mà ta. Yumeo mà ta là nổi tiếng. Yu là hữu, myeong là danh. Cái gì mà nó hữu danh, nó có danh tiếng mình gọi là nổi tiếng. Kungki ga bay ta. Kungki, kung là công này, ki là khí này, không khí nó rất là bay ta có nghĩa là nó trong lành, hoặc là cái bầu trời á, bầu trời nó sáng lên á, thì mình cũng dùng cái từ là bệ tạ. Khi mình nói là khung nghi có bệ tạ là cái không khí ở đây nó rất là trong lành luôn đó. Thì đó là những cái biểu hiện mà chúng ta dùng để chúng ta diễn tả một cách đơn giản nhất về những cái trải nghiệm khi đi du lịch của mình đó. Đó là những cái từ vựng đầu tiên nhá. Trời, tiếp tục thì có những cái từ vựng mà nó diễn tả những cái địa điểm đi du lịch. Do hành gì khăng, lấy mình nhớ nhé, những âm bình thường thì chúng ta đặt dấu huyền khăng, nhưng mà khi mà gặp Trang thì chúng một ta sẽ lên, mình không có đọc âm là sông mà mình đọc là thông. Khăng á là hồ, khăng á là khăng á sông, khăng á là cái bờ sông á, bờ sông thì chúng ta gọi là khăng. Nhưng mà khu sù mới là cái hồ khu sù nhé. Lớp mình nhớ khi mà gặp siốt và khi gặp thì chúng ta sẽ lên thông. Thông là đảo, cái vùng đảo. Khu sù là cái hồ. Onchan, lớp mình nhớ nhé, âm bậc hơi nhé. Onchan là suối nước nóng. Phục phù có nghĩa là thác nước. Phục là nó bùng, nó đổ ra. Phục phô là cái thác nước, nước mà nó xả xuống ao à, mình gọi là phục phô gọi là cái thác nước nhé.
Yuzhakji, Yuzhakji. Yu là giống như là dây, chóc là tích, chi là địa, là những cái địa điểm di tích lịch sử, người ta gọi là Yuzhakji, Yuzhakji. Đó. Minh Xúc Chôn, chôn á, là cái vùng vùng quê, chôn là cái vùng quê, còn Minh Trúc là giống như là người dân dân tộc á. Thì Minh Trúc, Minh Xúc Chôn thì có nghĩa là cái làng quê, làng quê. Ví dụ như làng quê Hanuk Mai này, hoặc là những cái làng quê mà có những cái nhà cổ ngày xưa á, mình gọi là Minh Minh Xúc Chôn. Drama Chorang, Chorang gì? Chorang gì? Thì đây là Chorang hả ta? Có nghĩa là mình quay phim. Thì Chorang chi có nghĩa là cái địa điểm quay phim. Drama là phim. À, Chorang gì là những cái nơi mà mình quay phim. Đó là những cái từ vựng mà chúng ta sẽ gặp trong cái bài tuần này. Ngoài ra thì Trang có chuẩn bị thêm cho lớp mình một số từ vựng nữa. Nó cũng liên quan tới chủ đề du lịch. Đây. Đầu tiên là khung nê rõ hàng, lớp mình nhớ nhé, không có đọc là cúc nê nhé. Ở đây niên, niên khi gặp đó thì nó sẽ trở thành là cái chỗ này này, kiosk sẽ biến thành niên, đọc là khung nê, khung nê. Đó. Thì bởi bởi vì vậy là Trang lúc nào Trang cũng nói các bạn là các bạn hãy khi mà mình search mình gặp từ mới á, mình hãy bỏ nó vào trong từ điển, sau đó ở bên cạnh từ điển á, nó lúc nào nó cũng có cái loa về nó, thì các bạn hãy bấm cái loa đó để mình nghe ra được những cái biến âm của từ vựng, chứ mình không có đọc nguyên si. Tiếng Hàn là theo kiểu như là nó nói một đằng, nó viết một đằng, mình đọc nè, mình sẽ đọc là khung nè, khung nê dọ hàng, là khung nê là ở trong nước, du lịch ở trong nước. Xin ngôn nhỏ hàng thì đây là du lịch nhưng mà là tân hôn, tân hôn. Xin là tân, hôn là hôn nhân á. Xin ngôn nhỏ hàng thì ở đây nhé, nó có một cái giống như là biến âm ở đây, thì lớp mình sẽ đọc niên đó bay lên này, mình sẽ đọc là xin hôn nhỏ hàng. À, nó sẽ trở thành cái gì, nhỏ nhỏ, xin ngôn nhỏ hàng, xin ngôn nhỏ hàng. Đó là đi du lịch tuần trăng mật, trăng 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 mật. Khao chúc, khao chúc nhỏ hàng thì cái từ này cũng vậy, kiosk khi mà nó gặp cái âm mà yo thì nó chỗ này nó biến thành âm nghiên, mình đọc là không có đọc là kha chúc nhỏ hàng mà kha chung nhỏ hàng, kha chung nhỏ hàng. Du lịch đi gia đình với nhau là he ve nhỏ hàng, từ này đọc bình thường này, he ve, he là hải, ve là ngoại. À, mình đi du lịch hải ngoại, mình đi du lịch nước ngoài á, người ta gọi là he ve nhỏ hàng, là du lịch nước ngoài. Thì năng nhỏ hàng, thì năng là cái ba lô phía sau mình đeo á, gọi là thì năng, thì gắn với từ giỏ hàng thì có nghĩa là đi du lịch ba lô, mình vác ba lô lên để mình đi du lịch, của mình đi tự đi du lịch đó, thì năng giỏ hàng. Giỏ hàng sang phần, sang phần thì ở đây á là mình dịch ra tiếng Việt có nghĩa là những cái sản phẩm du lịch, có nghĩa là trong công ty nó có rất là nhiều các tour du lịch, nó có rất là nhiều các chương trình du lịch, thì trong trong công ty thì người ta gọi đây là một cái sản phẩm. Hoặc là trong ngân hàng cũng vậy, ví dụ như một cái gói tiết kiệm, ví dụ như tiết kiệm dành cho du học sinh hay là tiết kiệm dành cho những cái thanh thiếu niên 20 tuổi đó, thì họ họ đều có những tùy theo những cái gói như vậy mà nó có những cái chính sách khác nhau, thì trong công ty hay là trong những dịch vụ thì người ta gọi những cái gói đó là sang phẩm. Nên này, những cái chương trình du lịch đó thì chúng ta cũng có thể gọi nó là sang phẩm, giỏ hàng sang phẩm là một cái sản phẩm hoặc là chương trình du lịch trong trong một cái công ty du lịch. Hotel, hotel là mình nhớ nhá, hotel hiết và âm bật hơi thiết, bật hơi lên hét lên nhá, hotel, mình không có đọc là hotel, hotel là nó âm nó trầm xuống rồi, đọc là hotel, hotel. Minh Bắc, hotel là khách sạn nhé. Minh Bắc, Minh Bắc là nhà dân, Minh là dân, Bắc là giống như là mình ở lại đó thì gọi là ở lại nhà dân. Khuôn đồ,
Condo á, đây là một cái hình thức mà giống như là cho thuê, mà cho thuê nguyên cả một cái căn hộ. Đây là một giống như là dự dạng là du lịch mà giống như là cũng là một cái dạng khách sạn, cũng có thể đặt 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 phòng được, nhưng mà nó dạng như là nó đã cho thuê cả một cái căn hộ luôn. Thì cái condo này á, nó là giống như là như, nghỉ dưỡng á, những khách sạn mà dùng để nghỉ dưỡng á, mình gọi là condo. Ê bác ý. À, thì cái đây là một cái biểu hiện mà nó nói tới là 2 ngày 1 đêm, thì bắc là đêm còn y là ngày, thì mình sẽ đọc ngược lại nhé. 2 ngày 1 đêm là ê bắc y ê bắc y. À, thì đó nó sẽ ngược lại nhé, mình nhớ nhé, 2 ngày 1 đêm là sẽ ngược lại. Hoàn quan gì, hoàn quan gì là cái địa điểm du lịch, nó cũng giống như do anh gì vậy, hoàn quan gì, nhưng mà cái địa điểm du lịch này giống như là nó cũng khá là nổi tiếng, nó cũng khá là nổi tiếng, thì người ta nói là hoàng quan gì, hoàng quan gì, ịp trang nhủ, ịp trang nhủ, thì lát mình nhớ nhá, nghi ân khi mà nó gặp riêng thì nó bị biến âm, ở đây riêng mình không đọc là đồ mà mình đọc thành chữ nghi ân, đọc là ịp trang nhủ, ịp trang nhủ, ịp trang nhủ, đó là tiền vé vào cửa. Do hen giờ cái này là công ty du lịch á, về ra đặt trước, về mê mua trước, chủ xích, chủ xích là bữa sáng, nó bằng với cái từ a chim bắp, a chim bắp, a chim bắp có nghĩa là cái bữa sáng, cái bữa sáng mà của cái khách sạn họ cho mình á, họ cho mình bữa sáng như thế nào á thì gọi là chủ xích. Phù hợp là bảo hiểm. À, tiếp tục một số cái từ vựng mà cũng liên quan tới 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 cái việc mà mình chuẩn bị cho cái chuyến du lịch của mình nữa. Ừ, ví dụ như là pi xăng, pi xăng nhỉ, pi xăng, pi là phi, xăng là thường, pi xăng nhỉ là cái thuốc mà để dự phòng cho những cái tình huống mà bất thường á, những cái tình huống mà mình không ngờ tới á. Đó, thì mình đọc vậy là những cái thuốc mà thuốc y tế mà mình đem phòng theo á, thì sang nha. Xin Xin nhung khách tệ, là cái thẻ thẻ xin tín dụng. Slipper, slipper là cái dép lê, cái dép dép lào á xin mà mình mang ở trong nhà gọi là slipper. Themion, thổ vừ là những cái dụng cụ, những cái dụng cụ dùng để rửa mặt, đó, rửa mặt. Rồi, đến những cái đồ mà để vệ sinh cá nhân á, đánh răng rửa mặt cạo râu rồi, xem ăn thổ cư, thổ cư là những cái đồ vật, những cái đồ vật. Sun class, kính râm. Sun class từ này tiếng Anh nè, sun class kính râm. Camera, camera là máy ảnh. Hoan chân, hoan chân là mình đổi tiền á, ví dụ đổi tiền đô sang tiền Hàn hoặc là đổi tiền tiền Hàn sang tiền Việt Nam thì mình gọi là hoan chân. Là mình nhớ là hiết nhé, hoan chân. Camera, sunglasses, piano pew, cái này những cái từ này rất là thông thuộc với lớp mình á. Khá vào người xa tạ là mình sắp đồ, mình sắp vali á, khá vào người xa tạ gọi là mình sắp hành lý vali, người ta gọi là xa tạ. Do quần ấy, mạnh được ạ. Do quần là hộ chiếu. Mình làm một cái hộ chiếu là mình đi làm một cái hộ chiếu mới gọi là do quần ấy, mạnh được ạ. Visa repata. Visa là cái thẻ này, là cái giống như là một cái tờ này. Cái tờ visa mình nó gắn lên trên hộ chiếu của mình để mình có thể đi xuất ngoại được ạ. Thì cái này gọi là visa, visa repata. Đó. Đó là những cái từ vựng mà chúng ta sẽ học ở trong bài này. À, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần ngữ pháp. Ừ. Sau khi học từ vựng xong rồi thì chúng ta sẽ xem cái phần ngữ pháp nhé. Ngữ pháp hôm nay không có khó, rất rất là dễ, chỉ cần nhưng mà nó có một số lưu ý nhỏ thôi. À, lớp mình để ý một tí là được. Đầu tiên là động từ đi với kushita có nghĩa là muốn, muốn, mong muốn, thể hiện cái mong muốn của mình, thể hiện cái mong muốn của mình. Thì động từ không cần phải để ý tới là nó có bạch chim hay không có bạch chim, mình cứ gắn nguyên cái mẫu của nó vào và đi với kushita,
thì cái này có nghĩa là mong muốn, có nghĩa là mong muốn. Và có một cái điều lưu ý ở đây, nếu chủ ngữ là ngôi nhất và ngôi hai thì chúng ta sẽ đi với cô-sip-ta. Ví dụ như ngôi nhất là gì? Ngôi nhất là tôi, ngôi thứ hai là bạn, tôi và bạn là ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai. Tôi muốn, bạn muốn thì là cô-sip-ta. Nhưng mà khi á, mà chúng ta nói là người khác muốn, có nghĩa là ngôi thứ ba, người đó không có mặt ở đây, thì chúng ta sẽ phải dùng là cô-sip-po-ha-ta. Đó, thì cái này là nó sẽ tùy thuộc vào chủ ngữ mà chúng ta sẽ dùng là cô-sip-ta hay là cô-sip-po-ha-ta. Ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai thì chúng ta dùng là cô-sip-ta, còn ngôi thứ ba thì chúng ta phải dùng là ship-po-ha-ta, cô-sip-po-ha-ta. Thì cái điều này là mình nhớ cho cô cho Trang nhé. Rồi mình cùng coi một số ví dụ nhé. Khảo cô Sipoyo muốn đi. Phụ cô Sipoyo nhớ tôi muốn nhìn thấy. Mạnh nào cô Sipoyo, mạnh đưa cô Sipoyo. Đó, tất cả nó đều là nguyên mẫu. Ừ cô Sipoyo. Không kể là có bạn chim hay không có bạn chim, nó đều gắn vào chung vào một cái chỗ luôn. Thật cô Sipoyo, một cô Sipoyo. Khó rớt nó của Shippo. Thực của Shippo. Nục của Shippo. Nục tà này có nghĩa là nằm. Tôi muốn nằm. Đó. Muốn thì chúng ta sẽ chỉ cần gắn nó vào thôi. Thì cái này cũng không có khó lắm. Chỉ cần gắn vào sau động từ là được. Rồi. Và nó có một số cái điểm lưu ý như khi nãy đang nói đó. Khi á, mà chúng ta đi với ngôi thứ ba là cái người mà không có mặt ở đây á, thì phải là Shippo. Đó. Ví dụ nhé. Chúng ta không có thể nói là Eric muốn mua xe hơi, bởi vì chúng ta không phải là người đó nên mình không không được làm như thế. Mình không được được mình không được nói là Sipoyo, mà phải là Eric 씨는 자동차를 사고 싶어요. Đó. Eric mong muốn mua một cái xe hơi, thì Eric là ngôi thứ ba, bạn ấy không có mặt ở đây nên chúng ta phải dùng là Sipoyo ta, chứ không được dùng là Sipoyo. Ship không được dùng như vậy. Rồi tiếp tục á, là có một cái điểm lưu ý thứ hai là cô ship tà không thể nào đi với tính từ được, mà nếu mong muốn nó đi với tính từ thì phải chuyển nó thành một cái ngữ pháp khác là a o chi đã. Thì cái ngữ pháp này lớp sơ cấp chưa học, lớp sơ cấp chưa học à, nhưng mà khi nào mà tới bài á, thì Trang sẽ hướng dẫn cho lớp mình. Thì khi mà chúng ta có tính từ thì chúng ta chỉ cần chia nó thành ao chida thì mới có thể đi với cô ship ta. Ví dụ như nói là tôi muốn cái người của tôi nó tôi muốn gầy nai si haku shippo shippo, thì không nói câu đó mà chúng ta sẽ nói là nai si he chiku shippo, tôi muốn trở nên gầy, tôi muốn trở nên ốm, tôi muốn ốm. Đó, ốm người 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 tôi nó gầy đi á. Đó. Này si hết chi cô spoil. Đó thì cái điểm lưu ý của nó không thể nào đi với tính từ. Rồi người là có một cái lưu ý nữa là phụ cô spoil thì nó sẽ đi vừa đi với ik mà vừa đi với ư. Như gia족이 보고 싶어요. 가족을 보고 싶어요. À, là nhớ, mình nói mình nhớ gia đình, mình muốn nhìn thấy gia đình thì 가족이 보고 싶어 hay là 가족을 보고 싶어 thì đều như nhau. Đó. Thì cái điều đó là một điều lưu ý trong cái ngữ pháp này. Đó là cái ngữ pháp đầu tiên mà hôm nay chúng ta sẽ học. Rồi tiếp tục, cái ngữ pháp thứ hai là cái ngữ pháp mà động từ sau đó chia với a o phụ ta. A o phụ ta thì á, nó có nghĩa là dịch ra tiếng Việt có nghĩa là mình muốn thử làm một cái gì đó, mình muốn thử làm một cái gì đó. Ví dụ 갈비를 먹고 봤어요. Bạn có thử, hoặc là mình có thể dịch bạn có ăn, có từng ăn cái này chưa, bạn có từng ăn cái thịt sườn này chưa. Đó, mồ có pasoyo, hoặc là bạn có thử mặc cái đồ, bạn bạn thử mặc đồ cái bộ đồ này đi, ipo puthiu, hoặc là tôi muốn đi Jeju-do ga bo sipoyo. Đó, thì cái ngữ pháp này có nghĩa là muốn, có nghĩa là mình muốn thử thử một cái gì đó, mình muốn trải nghiệm một cái gì đó. Thì mình cũng coi có một số cái ví dụ nhé. Tha bô dèo là bạn hãy mua thử đi. Sa ra bô dèo, hãy thử sống đi. Y bô dèo, hãy thử mặc vào đi. Mò gô bô dèo,
là hãy ăn thử đi. 공부해 보세요. Bạn hãy học thử đi. 등산해 보세요. À, 들어보세요. Bạn cái này là có nghĩa là nó từ của nó là từ gốc là thực tập, thực tập là nghe. Bạn hãy thử nghe cái này đi. 들어보세요. Đó. Thì đó là cái ví dụ để mình có thể mình sử dụng nó một cách dễ hơn. Đó. Còn ví dụ như khi mình nói là bạn bạn mua thử cái này, bạn mua thử cái này chưa? 사봤어요? 살아봤어요? Bạn đã thử sống ở ở Mỹ chưa? Chẳng hạn như vậy. Hoặc là bạn đã thử mặc cái đồ này chưa? 입어봤어요? Hoặc cái đồ mà hôm qua chúng ta mua bạn đã thử mặc chưa? 입어봤어요? Bạn có đã thử ăn cái này chưa? 먹어봤어요? 공부해봤어요? 등산해봤어요? 들어봤어요? Bạn có thử nghe các bài hát đó chưa? Đó. Thì cái ngữ pháp này nó cũng đơn giản lắm, nó cũng không có gì khó. Mình coi một số ví dụ thêm này. Xin nó bồ thiều, bạn hãy thử mang cái đôi giày này vào đi. Xin nó bồ thiều, thử mang vào đi. Hoặc là bạn hãy thử quen một người bạn Hàn Quốc đi. 한국 친구를 사귀어 보고 싶어요. À, tôi cái này là tôi muốn làm quen thử với một người bạn Hàn Quốc. Và là 마셔봤어요. Tôi đã từng uống nó rồi. 막걸리를 마셔봤어요. Bạn đã uống thử cái막걸리 hay chưa? Chưa, tôi chưa thử uống nó. 마셔봤어요. Đó. Thì cái này nó cũng dễ thôi chứ nó cũng không khó. Rồi có một điều lưu ý nhỏ là cái ngữ pháp này nó được diễn tả, nó được dùng để nói lên những cái trải nghiệm của một 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 điều gì đó, nhưng nó sẽ không dùng với động từ mô tả. Mình sẽ không nói là 영화를 봤어요. Mình sẽ không nói như vậy. Thì câu đó là một câu sai, mà mình sẽ chuyển thành một cái cấu trúc ngữ pháp khác. Thì các cấu trúc ngữ pháp này nó cũng tương tự như cấu trúc ngữ pháp này, và nó diễn tả là tôi đã từng. À, thì cái này sau này chúng ta sẽ học sau. À, nhưng mà lớp mình nhớ cho Trang là nó sẽ không dùng với động từ mô tả nhé. Không có papasoyo là không có, mà nó sẽ chuyển sang một cái cấu trúc ngữ pháp khác. Đó, đó là xong, mình đã đi qua xong cái từ vựng ngữ pháp của bài hôm nay. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài chính nhé. Chúng ta sẽ đi vào cái bài chính của ngày hôm nay. 제9과 여행. 대화 1. 토야 씨는 한국에 가봤어요? 아니요, 아직 못 가봤어요. 치엔 씨는요? 작년에 서울에 가봤어요. 서울은 어때요? 교통이 편리하고 사람들이 친절해요. 제9과 여행. 대화 1. 토야 씨는 한국에 가봤어요? 아니요. 아직 못 가봤어요. 치엔 씨는요? 작년에 서울에 가봤어요. 서울은 어때요? 교통이 편리하고 사람들이 친절해요. Okay. Trong cái đoạn này thì lớp mình có thấy chỗ nào khó không? Trang thì Trang thấy nó không có khó. Còn lớp mình thì sao? Lớp mình đoạn này ok không? Đọc có hiểu hết không? Hiểu của Trang ơi. Rồi, có bạn nào không hiểu thì cứ nói Trang nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành đọc nhé. Rồi thì bây giờ Trang mời bạn mới vào này, chị Vân nhé. Mời chị Vân nhé. Rồi bây giờ chị Vân với Tâm đi, Thanh Tâm nhé. Chị Vân với Thanh Tâm đọc nhé. Bây giờ chị Vân sẽ là Chiên và Thanh Tâm sẽ là Thuya. Các bạn cứ đọc đi, xong đó rồi Trang sẽ sửa phát âm cho lớp mình nhé. 토야 씨는 대화 1.
토야 씨는 한국에 가봤어요? 야, 뭐지, 왕? 아, 토야 씨는 한국에 가봤어요? 그럼 토야 씨는 한국에 가봤어요? 아니요, 아직 못 가봤어요. 단단한 엔나베. 아니요, 아직 못 가봤어요. 오케이. Rồi, câu này cô giữ một bí nhé. Anh Ajik Anh một Asik dấu nặng Mô. này. Kha, kha dấu huyền này. Kha, em đặt dấu nặng như cô. Một kha passo. Passo. Đó, Dạ, vô chỗ này dấu em nặng đọc lại. này. Ok, Dạ, em đọc đi. anh Asik Mô cả passo. Đúng rồi, đúng rồi, đó, đúng rồi, đó. Đó. Thanh Tâm chỉ bị dấu thôi. Nên để ý cho cô cái dấu. Ví dụ như chỗ này, khi mình thấy bạn xem ở phía dưới này. Ướp, xốt này, tí ướp, tí kích, những cái âm như thế mình đặt dấu nặng thì nghe nó sẽ tự nhiên hơn. Anh sẽ anh sẽ một ca bắt sẹo, một ca ca bắt sẹo. Đã bắt rồi. Anh Dạ. nhé. Mà. Chiên xin은요? Chiên xin은요? Đúng rồi, bé con đọc theo á. Dạ. Chiên xin mình nhớ. Đó, đúng rồi. Chỗ này đó. Em thấy không? Chiết bậc họ lệ. Chiên xin mình nhớ. Đó. Đó. Chiên작년에 xin 서울에 가봤어요. 작년에 서울에 가봤어요. đúng rồi, chính xác. Chị Vân đọc rất là hay nha. Chẳng nhẽ sau đây khá bà sợ. Thì ở đây chúng ta có một cái biến âm này. Chẳng nhọn, mình không có đọc là chắc nhọn nhé. Đọc là chẳng nhọn. Chẳng nhọn nè, sau đây khá bà sợ. 서울은 어때요? 서울은 어때요? đúng rồi, tâm để nhá. Chiốt lên tông. Sau đây, ở 서울은 어때요? 교통이 편리하고 사람들이 친절해요. 교통이 편리하고 사람들이 친절해요. 오케이. 교통이 편리하고 이게 편리하고 안 막하니 막하니 이번 막하라 편리하고 너무 편리하고 사람들이 친절해요. 친절해요. 맞나? 친절해요. 친절해요. Đây là câu thường nên chúng ta sẽ giọng mình nó sẽ đi xuống như thế. Xin cho đều. Đúng rồi. Dạ. Rồi tiếp tục em mời cặp tiếp theo nha. Mời chị Thảo với chị Hồng nha. Chị Dạ, Thảo. Hồng, 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 Thế hôm nay hoa ỉ. uống sữa cho nên là cho xin phép Hồng tắt camera nha cô. Ok, chị. Đó. Chị Thảo sẽ là Chien và chị Hồng sẽ là Thuya nha. Đợi tí nhé, để em bật nha.토야 씨는 한국에 가봤어요? 토야 씨는 한국에 가봤어요? 너무나. 갔어요? 아니요, 아직 못 가봤어요. 아니요, 아직 못 가봤어요. đúng rồi, đó 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 mà là chị Hồng này đọc rất là tốt đó. Chiên xin은요? 엄마 아까 내 선생님 말할 때 뭐래? 지은 씨는요? 그런 거 다. 좀 봐. 지은 씨는요? 작년에 서울에 가봤어요. 작년에 서울에 가봤어요. 저 내는 비 âm này chị. 장, nó thành cái nghĩa như thế 작년에 장 này. 작년에 얘들아 작년에 엄마 제가 맨날 학교 좀 작년에 서울에 가봤어요. 서울은 어때요? 서울은 어때요? 그럼요. 서울에 어때요? 교통이 편리하고 사람들이 친절해요. 교통이 편리하고 사람들이 친절해요. đúng rồi, chính xác,교통이 편리하고 사람들이 친절해요. Sao không thấy Rồi tiếp tục em mời chị Phượng với lại chị Nương có đọc được không? Chị Nương đọc được không? Nếu nếu không thì thì thôi, nếu không thì
Bây giờ mời ai ta? Chị Hồng chưa? Thôi để Thanh Tâm đi, Thanh Tâm nhé. Bây giờ Thanh Tâm sẽ là Chiên và chị Phượng Chia nhé. Đề hoa 1. 토야 씨는 한국에 가봤어요? 토야 씨는 한국에 가봤어요? 가봤어요? Em cố gắng để giọng nặng, nó sẽ tự nhiên. 가봤어요? 아니요, 아직 못 가봤어요. 아니요, 아직 못 가봤어요. 치은 씨는요? 치은 씨는요? 지은 씨는요? 작년에 서울에 가봤어요. 작년에 서울에 가봤어요. mình may mắn quá được nghe. Người Hàn Quốc, nghe người Hàn Quốc nói. 작년에 서울에 가봤어요. 작년에 서울에 가봤어요. 작년에 서울에 가봤어요. 듣더냐? 작년에 서울에 은수언니 작년에 서울에 가봤어요. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi đó Tâm. Tâm nhớ nhá. Tâm nhớ. Đây, chị Ân Xuân. Yốt lên Tâm nhá. 작년에 서울에 가봤어요. Tâm lưu ý nhá. 서울은 어때요? 서울은 어때요? 서울은 어때요? 교통이 편리하고 사람들이 친절해요. 편리하고 사람들이 친절해요. Đọc lại cho xem. Anh Tâm đọc lại cho xem. 교통이 편리하고 사람들이 친절해요. 교통이 편리하고 bật khơi lên. 교통이 편리하고 편리하고 사람들이 친절해요. 친절해요. Âm bật khơi mình cũng lên tông, mà âm siốt mình cũng lên tông. 사람들이 chứ mình sẽ không đọc là 사람들이 mình phải 사람들이 친절해요. Ok, rất là tốt ha. Rồi mình sẽ sang đoạn thứ hai nhé. Đề hoa 2. Lora 씨, 이번 방학에 뭐 할 거예요? 여행을 하고 싶어요. 어디에 갈 거예요? 글쎄요, 아직 잘 모르겠어요. 하지만 온천이 있고 근처에 유적지도 있는 곳에 가고 싶어요. 대화 2. 로라 씨, 이번 방학에 뭐 할 거예요? 여행을 하고 싶어요. 어디에 갈 거예요? 글쎄요, 아직 잘 모르겠어요. 하지만 온천이 있고 근처에 유적지도 있는 곳에 가고 싶어요. 야, 오케이. lớp mình chỗ này có chỗ nào khó không? 방학 là kỳ nghỉ hè, đúng không? 방학에 뭐 할 거예요? Có nghĩa là kỳ nghỉ hè này bạn tính đi đâu? Bạn tính làm gì? 여행을 하고 싶어요. Là tôi muốn đi du lịch. Rồi xong đó là bạn dự định đi ở đâu, bạn sẽ đi đâu. Rồi thì cái câu mà 글쎄요 thì cái này có nghĩa là chỉ là trong lúc mà mình đang suy nghĩ không biết mình như thế nào á, mình đang suy nghĩ chưa có dự án nào á, thì mình nói như thế, nó thể hiện cái việc là mình cũng chưa biết phải làm cái gì, thì mình sẽ nói 글쎄요. Nó là 아직 잘 모르겠어요. Thì cái câu này lớp mình học thuộc luôn nhé. 아직 잘 모르겠어요 là tôi cũng không có biết rõ nữa. Thì cái này thường xuyên sử dụng nên nó là một cái câu mà người ta thường xuyên sử dụng rồi, nên lớp mình học thuộc nhé. 글쎄요 아직 잘 모르겠어요.
Đó. À, tôi cũng không có biết rõ nữa. Hoặc là tôi cũng chưa có kế hoạch gì cả. Đó, Uncheon thì chúng ta học rồi đúng không? Cái này là suối nước nóng nè. Gunseo là ở gần nè. Yuchakji, Yuchakji đó in nên có thể khá có ship bài. À, đó. Lớp mình đoạn này ok không? Đoạn này có chỗ nào khó không? Đoạn này có chỗ nào khó không? Nếu không thì chúng ta sẽ luyện đọc tiếp nha. Rồi bây giờ tiếp tục trả mời chị Vân nhé, chị Vân với lại ai ta? Chị Vân với chị Thảo nha. Chị Vân với chị Thảo nha. Bây giờ chị Vân sẽ là Thao và chị Thảo là Rurora nhé. 대화 2. 로라 씨, 로라 이번 씨. 방학에 뭐할 거예요? 로라 씨, 이번 방학에 뭐할 거예요? 아, 뭔가 말했다고. 여행을 하고 싶어요. 여행은 하고 싶어요. 어디에 갈 거예요? 어디에 갈 거예요? 글쎄요. 아직 잘 모르겠어요. 글쎄요, 아직 잘 모르겠어요. 글쎄요. Nó có cái ngữ điệu một tí nha chị. 글쎄요. 글쎄요. 아직 잘 모르겠어요. 하지만 온천이 있고 근처에 유적지도 있는 곳에 가고 싶어요. 하지만 온천이 있고 근처에 유적지도 있는 곳에 가고 싶어요. 오케이. 야, 건 này thì giấu một tí nha chị. 온천 Chị Thảo để ý nè. Khi nào mình thấy âm bình thường thì đọc giáo viên mình sẽ không đọc là ôn ôn chân nè mà là ôn ôn chân nè ôn chân nè ôn chân nè cái này mình đọc giống kiểu đúng là ôn chân nè đó. Còn tiếp tục mình không đọc là kinh chò mà mình đọc là kinh chò kinh chò chỗ này mình trầm xuống nhé âm bình thường mà âm bình thường thì mình sẽ đặt xuống. Chỗ này cũng vậy, mình không có đọc là du chọc gì mà đọc du chọc gì, du chọc gì, dấu này dấu nặng này, du chọc gì, du chọc gì, du chọc gì. Rồi, chị Thảo đọc lại câu này nhé. 하지만 온천이 있고 근처에 유적지도 있는 곳에 가고 싶어요. OK. Con này thì chị Thảo về nghe nghe lại nhé, nghe lại mà luyện lại nhiều hơn nhé, là nó sẽ ra rất là tự nhiên luôn. 하지만 온천이 있고 근처에 유적지도 있는 곳에 가고 싶어요. 다. 뭐 이제 tiếp tục trang mời chị Hồng với lại chị Hồng với lại Thanh Tâm nha. Chị Hồng với lại Thanh Tâm. Bây giờ chị Hồng đã Hao và Thanh Tâm là Ru Hai. Thế hoa y 로라 씨, 이번 방학에 뭐할 거예요? 로란 씨, 이번 방학에 뭐한 거예요? 이번 방학에 뭐할 이번 방학에 뭐한 거예요? 여행을 하고 싶어요. 여행은 하고 싶어요. 여행을 하고 싶어요. 여행은 하고 싶어요. 어디에 갈 거예요? 어디에 간 거예요? 어디에 갈 거예요? 어디에 간 거예요? 글쎄요, 아직 잘 모르겠어요. 근세요? 아직 잘 모르겠어요. 잠깐만 놔둬 chỗ này câu này nó có ngữ điệu của nó글쎄요 글쎄 근세요? 근세요? 아예 giống như bồ không là chạy mà chạy bố được cái sợi dấu hiền 야, 근세요? 아직 잘 모르겠어요. 뭐 이렇게 있어요. 깨깨 모르겠어요. em đọc thể hiện một cái nó không chắc chắn đi. 글쎄요. 글쎄요.
근세요? 아직 잘 모르겠어요. 아직 잘 모르겠어요. 요니 요미. 모르. 아직 잘 모르겠어요. 아직 잘 모르겠어요. 하지만 온천이 있고 근처에 유적지도 있는 곳에 가고 싶어요. 하지만 온천이 있고 근처에 유적지도 있고 있는 곳에 가고 싶어요. 땀 땀 nhớ buổi trước cô giảng đó. Y âm y. Yu. 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 Mình đọc với mấy bạn miền Nam á. Yu. Nhưng mấy bạn miền Bắc lại du nhá, không có zoom á. Nó là y u yu yu yu. Yu dọc chi. Yu dọc chi đô ít nên có xe cả cô ship hơi. Nhớ là yu nhá, không có đọc zoom. Yu. 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 Rồi. Okay. Tiếp tục. Còn ai nữa? Chị Phượng nhé. Chị Phượng với lại ai nữa ta? Còn ai nữa? Hello, Quế Trâm. Quế Trâm ơi. Em có tiện mở camera không? Chắc là đang bận ra. Rồi bây giờ thôi, vậy chị Phượng với lại chị Vân nhé. Chị Phượng với chị Vân cùng đọc nha. Oh, mình được gặp nhau rồi. Con đọc trước nha. 대화 2. 로라 씨, 이번 방학에 뭐 할 거예요? 로라 씨, 이번 방학에 뭐 할 거예요? 여행을 하고 싶어요. 여행을 하고 싶어요. 여행은 하고 싶어요. 어디에 갈 거예요? 어디에 갈 거예요? 글쎄요. 아직 잘 모르겠어요. 글쎄요. 아직 잘 모르겠어요. 아, 진짜. 근데 chỗ này cái đuôi câu chị để dấu 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 nó xuống nhá. Cầm nó xuống nhá. 글쎄요. 아직 잘 모르겠어요. 아직 잘 모르겠어요. 하지만 온천이 있고 근처에 유적지도 있는 곳에 가고 싶어요. 하지만 온천이 있고 근처에 유적지도 있는 곳에 가고 싶어요. 오케이. Rồi. Cặp này đọc rất là xuất sắc luôn ha. Rồi, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học ở đây, dừng lại ở đây nhé. Và trước khi mà lớp mình dừng học thì bây giờ là Trang muốn sắp xếp lại cái đồ bạn đồng hành cho lớp mình á. Hiện tại là chị Hằng này, chị Hằng và chị Nương này là một cặp rồi đúng không? Rồi thì bây giờ Trang chị Thảo là khi nào rảnh mới vào học đúng không? Không, từ bây giờ đi nào mình sẽ học đều với cô Trang. Ok, vậy chị Thảo. Vậy chị Thảo rảnh giờ nào? Chị Hồng đã có cặp chưa chị Hồng? Ok, vậy chị Thảo với chị Hồng nhá. Em với chị Hồng học luôn nhá. Học cả ba lớp luôn. Chưa, mà không quên ta. Chị Thảo, vâng, chị Vân. Chị Vân bây giờ là chị rảnh khi nào? Thì tối thì dành cái phương nó bảo thứ hai với thứ sáu một lớp mà. Nhưng mà chị có thời gian để chị cùng luyện tập không? Tại vì thông thường là trong chương trình là các bạn sẽ bắt cặp với nhau để cùng luyện tập. Thì tới buổi thứ sáu là sẽ là cái buổi mà Trang sẽ dò bài cho các bạn. Có nghĩa là các bạn luyện nói luôn ấy. Thì nó cần thời gian hai bạn cùng học với nhau. Mình sẽ có đồng đội đi với nhau. Chứ mình không có học một mình. Thì chị mấy giờ chị rảnh? Buổi tối là sẵn. Vậy thì có bạn nào muốn đồng hành chung với chị Vân không? Em ạ. Đúng ạ. Ok rồi. Chị Vân và Tâm thì lát nữa Trang sẽ task tên hai bạn vào thì hai bạn sẽ cùng học với nhau nhé. Rồi tiếp tục chị Phượng thì vẫn với chị Lộc đúng không? À đúng rồi cô Trang. Hôm nay chị Lộc đi đâu rồi? Hôm nay chị Lộc không biết nhắn tin rồi không thấy gì hết luôn. Rồi ok. Chắc chị có việc rồi. Rồi còn hello Quế Trâm.
Quế Trâm ơi. Dạ hello cô, bữa nay em vô trễ. Quế Trâm, cô hỏi tí là em rảnh thường trong ngày em rảnh mấy giờ? Thường thì em chỉ rảnh buổi tối thôi, tại ban ngày đi làm. Ok. Rồi thì ok thì cô để sẽ xem thử có bạn nào trong lớp mà phù hợp với khung thời gian của em á, thì hai bạn cùng nhau ngoài những cái buổi mà mình học chung với nhau ấy thì các bạn đồng hành làm gì? Các bạn cùng nhau luyện nói với nhau và cùng nhau dò từ vựng cho nhau. Thì cái việc mà học nhóm nó cũng rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta học với nhau. Và ngoài ra nhé, và khi mà chúng ta như trong những cái bạn mới thì Trang phổ biến một tí về cái phương pháp mà học của mình. Thì khi á mà các bạn vào học á thì không phải là chỉ có mỗi thứ hai và thứ sáu chúng ta học tiếng Hàn, mà mỗi ngày trong tuần á, mỗi ngày các bạn dành ra 15 phút để các bạn luyện tập theo cái video phát âm mà Trang đã làm sẵn. Thì á các bạn mới có thể vào trong cái nhóm Facebook của lớp học của mình á, thì có thể thấy là các bạn khác cũng đang luyện tập phát âm. Thì cái việc mà luyện tập như vậy nó sẽ giúp cho các bạn giống như là mình luyện nói rất là tốt luôn. Còn nếu mà bình thường tại sao chúng ta không nói được? Bởi vì là mình không có luyện nói thường xuyên á. Nên trong cái khóa học sơ cấp á thì Trang luôn hướng cho các bạn là phải luyện tập phát âm mỗi ngày. Đó, nên là những bạn mới thì mỗi ngày mình cam kết dành ra 15 phút thôi. Đọc một cái bài như thế và chúng ta có thể quay video hoặc là mình livestream trực tiếp lên trên nhóm học tập và tag tên các bạn đồng hành của mình vào để hai bạn cùng cùng theo dõi và cùng cùng tạo động lực lẫn nhau để cùng nhau học. Chứ mình trong chương trình thì mình sẽ không có học một mình nhá. Mình luôn luôn sẽ có bạn đi cùng mình nha. Rồi, ok. Rồi các bạn bài hôm nay các bạn có câu hỏi gì không? Lớp mình có câu hỏi gì không? Ok, nếu nếu mà không thì hôm nay chúng ta sẽ học dừng ở đây nhé. Rồi lớp mình về Vâng nhà. ơi, Ừ. tôi đang ở cho phụ nói một chút xíu nhé. Ok. Vâng ơi, Vâng có hiểu như thế nào chưa? Nếu mà không hiểu thì có thể hỏi trực tiếp cô Trang đây luôn nha. Hiểu rồi. Tại vì đây là chương trình sơ cấp nhưng mà Trang cũng đào rất là sâu về ngữ pháp và Trang cũng 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 muốn là chỉnh sửa cho các bạn về phát âm rất là kỹ. Cho mình hỏi là luyện nói và phát âm này vào thứ mấy Chương trình học chính thức của mình hay hay là cái việc mà luyện tập mỗi ngày chị? không biết, mình thấy cái Phương nó gửi cho mình cái chương trình mà có cái lớp lớp sơ cấp của mà lớp phát âm và lớp nói tiếng Hàn đấy, là cái đấy là vào thứ mấy đấy ạ? À cái đó là luyện phát âm tiếng Hàn đó cô Trang. Đó là cái chương trình mà mentoring tiếng Hàn trong vòng 12 tuần. Chương trình đó là chương trình huấn luyện mà và nó rất là bài bản và nó cần một cái sự quyết tâm chương trình rất là cao. Mỗi ngày dành ra cam kết dành ra 15 phút để luyện tập. Thì lịch học của nó là vào 6 giờ sáng thứ hai và thứ ba. 6 Bạn nào đủ cái quyết tâm thì mà thì có thể tham gia chương trình. Rồi, ok, con đó, tham gia được không? chị Lộc, 6 giờ sáng nha. Chào cô Trang. chị Lộc vào hơi 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 bị chót giờ nha. Bữa nay bên Việt Nam điện qua nói Yeah. chuyện hoài không dứt cho nên chị không có vô được. Chị Lộc ơi, chị Lộc vẫn là bạn đồng hành của em đúng không? Có muốn thay đổi không vậy? Không, thật sự không có muốn thay đổi. Ok, rồi thì hôm nay chúng ta học tới đây nhé. Các bạn nếu mà có bất kỳ câu hỏi nào cứ nhắn vào trong phòng cho Trang nhé. Thì Trang sẽ dành thời gian để hỗ trợ lớp mình á. Dạ rồi, cảm ơn cô Trang nha, cảm ơn mọi người. Cảm ơn cô Trang và cả nhà. Chào cô ạ. Ok, bye bye Hẹn các bạn. gặp lại mọi người vào ngày thứ Con sáu chào nha chị. các chị. Chào cô Chào giáo. con. Tạm biệt cô giáo. Tạm biệt cô giáo. Ngủ ngon nha. Bye. Tạm biệt cô giáo. Tạm biệt cô giáo. Đúng rồi. Tạm biệt Toàn là các người giỏi tiếng Việt không ạ? bạn. Bye bye. Bye. Bye.